Ok, hôm lên em. Hôm nay chúng ta lại chơi một con game mới. Game này có tên là giải đố những câu đố của Clef. Lướt qua cái trang template như đã. Tôi vừa mới vô mà option setting con game này thôi. Đây. Clef này Clef. gọi là cái khóa học với âm nhạc đó. Con game này nó chủ đề âm nhạc nha. Anh em nhìn cái phong cách mà họ viết cái chữ này nè. Rất là đậm cái nốt nhạc luôn. Những câu đố của mà Clef. Game này mới vô là nghe nhạc thấy hay rồi đó nha. Âm nhạc nó rất chất lượng luôn đó. Phần tạo hình thì nó tương đối mà bông hoa một tí. Anh em nhìn rất là nhiều hoa trong này luôn nè. Màu sắc rất là tươi sáng luôn. Game này thể loại giải đố nhưng mà cái nền tảng nó là 2D. Đây rất là nhiều câu đố trên đây nha. Ồ, hai cái chỗ hoa nó bay lên này đổi vị trí với nhau gì rồi. 6 cái chuông, một cái chìa khóa, thủy tinh. Rất là nhiều cái trang bị dược phẩm trong này luôn. Thì không biết mỗi cái dược phẩm nó có tính năng gì không. Như cái này nó vừa làm ngọn lửa ma chơi, nó đốt đèn gì nè. Thì do đây là một con game nền tảng 2D nên đa số những câu đố trong này á, nó là dạng phân tích nhiều hơn. Rất là nhiều thứ trong này luôn. Bốn cái này, bốn nút nhạc. Hình ảnh rất tươi sáng đẹp, animation thì với ba cái hiệu ứng đồ effect đồ cũng làm rất là tốt luôn. Game này giá hơi cao nha, tới 2 lít lận. Anh em có thể là cân nhắc cái giá của nó đó. Game ra mắt vào mà gần gần ngày 8 tháng 3, ngày quốc tế phụ nữ, thì hôm nay tôi mới có thời gian rảnh vô chơi thử. Game này được làm bởi là WeSale Token đó, chắc là cái nhà nhà phát triển này, nhà phát triển khá là mới đó. Tôi không biết họ có tác phẩm nào khác không. Đây là tác phẩm đầu tay của họ luôn. Nhưng mà cái nhà phát hành Gidon Game này thì tôi chơi rất nhiều con game của họ nên rất là quen. Con này thì tôi cũng chuẩn bị chơi, nó có thời gian tôi sẽ chơi thử. Con game 2D mà anh em sẽ phiêu du với đồng đất, nó là ná với con mà bị lâu rồi tôi hay là mấy con khác đi chơi vậy đó. Thiên về hệ thống súng ống rồi góc nhìn 2D cũng khá là tốt nha. Đây là con game cũng mà cũng mới ra đắt mắt gần đây của họ, chúng ta chuẩn bị chơi nè. Con này thì tôi có thời gian tôi cũng sẽ chơi với anh em luôn. Hình như nó vừa kết thúc giai đoạn mà Early Access không ta, hay là mới ra mắt luôn. Chưa kết thúc giai đoạn Early Access ngày 1 tháng 5 2023, rồi sau đó cuối tháng 2 là họ ra mắt con game này. Đánh giá thì tương đối ổn, gần đây hơi biết xịt tí. Game này có thời gian thì rồi cũng chơi cho anh em luôn. Phong cách đồ họa nó cũng rất là đẹp. Game này thì hình như tôi có mở giveaway cho anh em game này luôn á. Anh em mà lục lục lại cái danh sách giveaway thì tôi có tặng cho anh em con game này một lần hai lần gì rồi. Game này tôi cũng đã từng chơi rồi trên kênh luôn. Game này anh em nào mà thích cái thể loại mà chặt chém hành động của Gulai rồi á, nó cũng mà dạng rất là khó nha, có cái dòng sâu lai đó, có cái thẻ sâu lai á. Anh em nào có thời gian thì thử qua con game này cũng được. Mới chơi có 1 tiếng mấy à, You must understand. gần đây lại miss xịt hết ta. Game này chặt chém đầu cũng mà ổn áp hết. Độ khó nó cũng rất cao nữa, mấy game khó khó thì tôi rất hay ngành luôn. Game này thì tôi cũng chơi rồi. Game này nó cũng là khó một cách tàn bạo luôn á. Mới chơi cũng ủa sao lại 1 giờ, 1 giờ 2 giờ. Game này nó khó cực kỳ khó luôn. Đây nè, tôi có mà viết cái review gì nói đây. Đó, em rảnh thì lên kênh tôi coi thử game này. Nó khó một cách khủng khiếp. Con này thì tôi cũng giveaway cho anh em luôn. Game này thì nó dạng giống như mà Gojek Jumpboy. Anh em nào thích cái Gojek Jumpboy bản 2D thì con game này nó cũng xiên xiên vậy đó, nhưng mà đồ họa nó đẹp hơn rất là nhiều. Dẫn cái lối chơi mà khám phá sinh tồn thế giới mở nè. Rồi game này hình như là tôi có mà chưa có thời gian chơi nè. Game này cũng vậy luôn. Game này thì nó dạng nông trại nhiều hơn. Hai con game bị mix thì đến trên ta. Buồn nhá. Con này giống với con Leviathan, anh em chủ yếu xây dựng trên lưng một con rùa. Còn con Leviathan đó thì anh em xây dựng trên mà cái con thú kia luôn. Không phải hai game này. Ủa không phải Leviathan nữa, con game gì đó quên tiêu rồi. Nó cũng có chìa khóa rồi đó, anh em rảnh có thời gian chơi thử luôn đó. Game này là của mà hàng xóm chúng ta nè, Indo nè, Indonesia. Game này thì có thời gian cũng chơi thử với anh em luôn.
Game này hình như là trực tiếp game có chơi rồi đó. Phiêu lưu học đường, phong cách là bá vương học đường á. Hàng xóm chúng ta mà làm được game như thế này rất là chất lượng nha. Indo thì hơn chúng ta rất nhiều rồi. Game này tôi cũng đã từng chơi rồi luôn. Nó cũng thuộc dạng giải đố nên tôi có chơi qua. Thiên về giải đố khá là nhiều. Thôi, hãng này rất nhiều luôn. Game này đại ca 5S đang chơi không gài nào. Game này thì có thời gian tôi rảnh tôi cũng chơi nữa. Quanh Mo Island. Lâu dữ lắm rồi. Rồi. Có thời gian thì tính sau. Bây giờ chúng ta tập trung vô game này đã. Bộ game giải đố với nền tảng âm nhạc rất là thú vị luôn. Bật cái tôn lên cái. Chơi cửa sổ nha. Hồi nãy vô mà tôi để nó full màn hình nó bị gắt mấy lần. Không hiểu tại sao nữa. Chắc thằng OBS nè. Chắc thằng OBS này nè. Nó với con game mà Unity đó nó không hợp nhau. Mà chắc tôi update cái thằng OBS này lên. Đây chết vào update á. Chứ OBS này nó đang lỗi tùm lum lắm. Hôm bữa chơi là cũng bị văng một lần cái con game mà rất là nhẹ nữa. Nãy vô tôi test thử rồi đó, nó bị văng văng lần đó. Sau FPS thì nhỏ xuống tí. Ok chưa? Full game đang ngọt mà ta. Sao nó lại hiện là on như thế này? Chịu khó để cửa sổ nha anh em. New game. Nãy vô là tôi option setting chuẩn chỉ rồi đó, nhưng mà nó vẫn reset lại cái mức số 5. Rồi. Một cái chuyến hành trình rất là dài. Nhấn nút cách để tiếp tục hả? Cuối cùng tôi đã đến được đây. Tôi muốn ghé thăm cái hòn đảo Othilum này rất là lâu rồi, kể từ khi tôi còn bé là. Con chuột ở đâu ta? Game này là không hiển thị chuột hả? Con chuột ơi mất tiêu rồi nè. Rồi game này chắc là chúng ta dùng bàn phím thôi. Đây chỉ là nơi chúng ta bắt đầu. Bức thư thì nó nói cái gì vậy? Một cánh cửa, một căn nhà. Tôi phải kiểm tra cái bức thư rồi. Nhấn nút tab để mở cái nhật ký hành trình của mình lên. Lúc này hiện chuột ra nè. Bên này chúng ta có 6 cái thẻ dọc, bên này cũng 6 cái thẻ nữa. Rất tiếc là chưa cái nào mở cả. Con tàu này thì không thực sự tạo ra để mà cho cái chuyến hành trình gì ta như thế này. Nó trông giống như là cái con tàu cargo ship nhỏ mà thôi. Chủ yếu là nó vận chuyển rất là tốt trên đi qua những cái hòn đảo. Rất đẹp và rất là sạch sẽ, thoải mái, thư giãn vậy đó. Ở dưới đây chúng ta có cái gì rất là độc lạ nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 5, 2. Rồi, tắt cái này tắt làm sao? Chuột phải không được. Nút là nút tab. Rồi, bây giờ đi và tìm ngôi nhà của chúng ta thôi. Bây giờ mình đi ngược về đến đây thì được cái gì không? Thôi, thôi, rồi, 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 chứng giật. Cái hòn đảo này đúng vào luôn nha anh em, nhìn bông với hoa với mấy cái ghế ngồi khách mời đồ nè, rồi kho báu đồ họ vất vương vãi luôn. Nhấn đúp để mà vô cái này không có đi được nữa. À đẹp chơi giấu đồ nha anh em, đi tới đây thấy đường hết rồi chứ gì. À, thấy anh em thấy đẹp giấu đồ chưa, anh đẹp này làm gì không được rồi. Jingle Bell. Một cái chuông rất là xinh đẹp trên cái thẻ nó ghi là lớp ghép. Đây là một món quà để mình thêm vào cái bộ sưu tập. Cảm ơn chị gái. Cái thiết kế kiểu này hay nha. Mai mốt tôi đưa vô game tôi kiểu này đó. À, thấy dép lừa chưa? Ở đây họ còn ghi là nhấn nút cách để nhảy nữa nè. Anh em mà không để ý thì đi tới đây nè chứ gì. Nhìn thấy cái nút cách để nhảy thì nhảy qua luôn. Anh dép này lừa chúng ta. Thì được cái thành tựu gì luôn kìa, tương tác với cái bảng chỉ dẫn hả? Sao tôi nghe tiếng mà nó không hiện hình lên ta? Nhấn nút cách, đè giữ nút cách để giãn cao. Rồi game này chắc của mà chị dép á, chưa 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 chắc là của anh dép nữa. Mấy chị em bây giờ thiết kế game kiểu này là làm rất cái chất lượng á. Đương nhiên đi về bên trái rồi. Ông này ông chuyên gia mà lừa chúng ta. Đó anh em thấy gì chưa? Token. Token là tên của nhà phát triển chúng ta nè. Trông giống như là cái độc con vậy đó. Có thể là nó có hữu ích hay là hữu dụng ở đâu đó chẳng hạn. Game giải đố rất là nhẹ nhàng thư giãn à. Nhìn con bé này nó đi tưng tưng. Ồ
bên này có đường, cái bên kia đường xuống của anh. Bị lú rồi, tôi bị lú rồi. Đương nhiên cái viên này là cái viên hồng ngọc nhưng mà chúng ta không lấy được. Anh em để ý là có mấy cái lá này như thế này nè, mấy cái hình mà lá lá như thế này á là chắc chúng ta mà đi được cái lá chỗ này nè. Hình như là có đường ẩn, kiểu thiết kế nó rất là đồng dạng luôn. Sao lại là cái chuông nữa, trên này nó có cái gì nè, dạng như cái cầu thang mà nó xếp xuống vậy á, chắc sau này chúng ta sẽ đi được thôi. Đây trông giống như là cái chỗ mình được chụp trong cái bức ảnh của gia đình vậy đó. Nó thì tốt, cái mình tưởng tượng rất là nhiều. Cái bức thư gần đây của Kép thì có thể nói về cái chỗ này. Cái chuông cái này giống cây đàn ha. Hai cái chữ F hai bên là ở chính giữa là bốn cọng dây đàn. Tôi rất mừng vì cuối cùng bạn đã đến đây gửi chị gái, gửi em gái à. Sít đó thì thường dưới tắt của là chị em, tôi không biết là chị hay em nữa, nhưng mình đóng vai là em đi, còn bên kia là chị. Bạn nghĩ gì về cái ngôi nhà mà có hình cái chuông như thế này, người giữ chuông hả, người ghét chuông hả, nó rất là đẹp đúng không? Bây giờ đây là một cái câu đố dành cho mình nè, một thợ săn kho báu. Bây giờ có hình chiều ngang giống như là hai cái đúng vậy đó, với bà chú ớ, bà chú chấm hỏi, bà chú chấm hỏi, bốn cái mà chấm này. Thôi chúng ta đưa nó qua đây, đây là cái gì liên quan đến manh mối thì chúng ta để qua một bên hết. Ủa nhấn lúc nào để tắt à, hết kép. Một cái thợ săn kho báu. Đây là câu đố mà của chị gái chép dành cho mình, có thể là nó ẩn giấu manh mối ở đâu đây. Bây giờ mình phải làm gì bây giờ? Nhấn F để tương tác hả? Cái này đầu tiên nè. Ủa không, nhấn AD để di chuyển mấy cái chậu, nhấn F để mà chọn mấy cái chậu, quên bấm độn hoài à, tôi dùng nút cấp, nhấn nút F mà chọn cái chậu. Cái này hồi nãy trong cái trailer nó có, thì anh em mà sắp xếp theo bốn cái thứ tự, bốn cái này, hai cái này ở trên, hai cái này ở dưới, hai cái bên trái, hai cái bên phải, rất là đơn giản luôn. Bên trái là cái nấm nè, còn cái này, cái này trời bấm độn hoài luôn á, xài cái dấu cách hoài luôn, chữ F. Cái này nó sẽ nằm ở dưới. Ủa đây có nằm cái chậu của người ta, thì chắc sử dụng là cái biện pháp loại trừ thôi. Cái này năm vạch, bấm độn, bấm độn. Không đúng luôn. Năm cái là thứ tự từ năm cái qua phải luôn. Vậy này rồi, cái này nè, anh em nhìn nè. Cái này là bốn cái chấm ở dưới nè, là cái bên này bốn cái chấm ở dưới, ở trên nó là gạch gạch gạch. Đó. Nên cái vị trí thứ tư này nó là cái này, đúng rồi nè. Cái vị trí thứ năm là hai cái dấu gạch ngang ở dưới. Rồi bây giờ mình đổi hai cái này nữa là xong. Đó. Chưa đúng hả? À đúng rồi nè. Rồi nó hơi delay tí. Câu đố rất là đơn giản nhưng mà rất thú vị nha. Hay phết á. Đây mình đã có cái chìa khóa khóa vào cái ngôi nhà, được cái hình tụ là giải câu đố những cái chỗ bông. Anh em thấy nó hiện cái hình tụ không ta? Sao nãy lúc nãy tôi nghe tiếng mà nó không hiện á? Nhà đúng đẹp luôn. Bây giờ mình sẽ phải khám phá ngôi nhà này và tìm kiếm một vài cái manh mối nữa. Đẹp ha.
Đây là con này nó có hai cái lỗ tai dài dài vậy, là con thỏ phải không? Nguyên cái da phả nhà con thỏ luôn nè. Tôi chưa từng nhìn thấy những cái bức ảnh này trước đây. Ghét thì hồi còn trẻ trông rất là xinh đẹp. Đây chúng ta lại có một cái câu đố mới nữa. Chúc mừng bạn đã giải được cái câu đố đầu tiên. Đây là phần thưởng dành cho bạn, những cái mà bức ảnh cho một cái vật phẩm khác dạng cây gậy phép đó. Chúng ta lại tiếp tục đưa nó qua đây. Câu đầu chép xong rồi chứ gì. Rồi, ok. Rồi tạm thời để bên đây thôi. Khi nào chúng ta cần thì quay lại. Đây là cái phần thưởng dành cho mình giải câu đố đầu tiên là một cây gậy phép. Cái gì? 1, 2, 3, 4 để chơi nhạc. Theo thứ tự chúng ta là 2, 1, 3, 4. Anh em nhìn mà bốn cái màu của bốn cái nút 1, 2, 3, 4 là nó là đỏ, vàng, xanh, dương và tím. Đỏ, vàng, xanh, dương và tím là cái vàng đầu tiên đó là 2, 1, 3, 4. Ủa, 2 nè, 1 nè, 3 nè, 4. À, cái lần bấm đầu tiên là mới dọn ra cái chuông. Tôi biết bạn có thể làm được điều này. Đây. Đi đến cái cửa và bước vào cái khu rừng. Khu rừng tre, rừng trúc gì đó. Mở cái cửa vào khu rừng trúc. Trong này mình đâu có đi đâu được hết đâu. Không tương tác gì được trong này luôn. À cái cầu thang, trời ơi. Tôi nhìn không ra cái cầu thang. Bên này chúng ta lại có đường nữa. Này là cái gì? Nhận được mà tu ba lưu ghim dạng cái cuộn giấy á. Phòng ngủ còn đẹp ha. Nhìn cái này trên tường có cái chìa khóa là những cái tờ giấy ha. Cái cửa này vô được không? Không, chưa tương tác được. Lại một cái chuông nữa. Đúng là nhà phát triển tên là Tô Cành có khác. Vậy là trong này không có gì hết, chúng ta chỉ đi khám phá với nhau được thôi. Nãy giờ tôi như lúc 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 đúp thì tôi nhấn nút F, còn lúc nút F thì tôi lại nhấn nút Ủa, đây là cái gì ta? Theo thứ tự là đỏ, xanh dương, tím, tím là hai, đỏ, đỏ là một, ba, bốn, bốn. Sống được ta. Không hiểu cho lắm. Một hai ba, một hai ba bốn. À tôi nghĩ rồi. Bây giờ chúng ta phải nhìn theo cái thứ tự, theo cái hướng á. Cái hướng này có thể là từ phải qua trái thì chúng ta là 3 4 1 3, 3 4 1 3, 3 4 1 4. Rồi
123 kép. Chào mừng đến đây. Chơi mà lật qua lật lại giống con game của tôi đó. Khu rừng rất rộng lớn, ánh sáng trải dài rất là đẹp luôn. Đi về bên trái trước, con game này chúng ta bắt buộc phải về bên trái đầu tiên. Cái này rừng tre rừng trúc nè, anh em ở Việt Nam thì chắc biết. Phía dưới cũng có đường đó nha. Giấu đồ á, một cái chuông nữa. Có một cái dấu vết kỳ lạ ở đây. Câu đố đó nha. Màu tím có cái dấu mà như cái chữ Y thế nào, anh em nhìn cái nhớ cái hình tượng đá nha. Sao vậy? Đây là cái chuông của mà thế kỷ. Đây là cái nơi yêu thích của bố của mình. Mình có thể nhìn thấy cái điều gì đó ở đây, tìm trong cái Google trước khi đi qua cây cầu hả? Nốt đầu tiên là màu xanh dương, ok. Cái nốt thứ hai là màu đỏ. Bên này xuống rồi không có lên được đâu. Chúng ta phải xếp cái độ cao nó cho bằng nhau cái đã. Tức là cái này rồi tới cái này và tới cái này. 1, 2, 3. Xanh dương, đỏ, tím. Bên này còn manh mối nào nữa không? Không. Cái gì? Something missing here này sao? Không đi được à? À đây còn cái dạng đó nè. Xanh dương, vàng, đỏ, tím. Xếp theo thứ tự chiều cao là như vậy đó. 1, 2, 3, 4. Bên này còn cái gì nữa không? Đấy nữa hả? Đây mình đi đúng được rồi nè. Đâu có phải quay về đó đâu. Ủa mình đang đi đâu vậy? Không.
không vô được. Tin 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 tin. Chào chị vịt. Ủa vậy là mình đi bổ vào cái chỗ luôn đó hả? Khoan khoan, không lẽ chúng ta không cần giải đố? Quay lại quay lại. Hay là chưa giải được cái câu đó ta? Đây, cái lọ màu xanh dương của mà cô đây. Ha 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 ha. Đây là cái màu tím của chị luôn đây. Rồi còn cái gì nữa không? Nó nằm ở trên nóc á, tôi thấy cái màu trắng trắng rồi đó, đây nè. Đó thấy chưa? Bên này chắc là một cái dây to cành đúng không? To cành. Tôi cần chúng phải là chuông nha. Đây, đầy đủ ba màu cho chị rồi. Đây không phải là cái màu đẹp nhất, đừng lo lắng. Rồi cứ vẽ tiếp đi. Ai cản gì đâu. Game này nhiều chữ phết luôn chứ. Sử dụng cái tool dịch đi chứ đọc con mắt hết nổi rồi. Không dịch được, cái nền nó đậm quá à. Tôi tên là Han. Han phải không? Music Salon, bạn không ạ? Cái cửa hàng âm nhạc bây giờ thì đã rất là trống vắng rồi. Nó đã bị bỏ không, không có ai ở đó cả. Chắc đến đây mình mới tìm được manh mối để mở cái chuông. Do sự suy tàn của cái chuông mà thế kỷ đó. Đọc khó hiểu quá. Tô Ba là ai? Tô Ba là một cái thợ rồng á, pháp sư rồng á. Đây là Tô Ba là một con rồng bằng máy móc, là bậc thầy của cái chỗ đó gì. Niềm tự hào và niềm vui của mà Becky Bond. Sao mà tự nhiên xuất hiện nhiều cái nhân vật kỳ lạ như thế này? Nếu bạn có thể nhìn thấy đôi mắt xanh tuyệt đẹp được tạo bằng tonium, khối tinh thể conium, tôi nghĩ tôi đã nghe cái từ mà tôi đi chung trước đây từ bởi cái chị gái của tôi rồi. Những cái tinh thể màu xanh dương tuyệt đẹp đó cung cấp gần như tất cả, nó nằm rải rác cung cấp cho tất cả những cái máy móc ở trên hòn đảo này. Nhiều chữ quá. Mê cung hoa hồng á, mê cung hoa hồng, tôi gọi nó là cái gì ta? Sai lo là dạng như thủy thủ hả? Cái phông chữ này nó đọc không được nên tôi mò bằng con mắt nãy giờ muốn lòi mắt luôn. Bạn sẽ không hối hận gì cái điều này. Những tác phẩm hay nhất của tôi đã được trưng bày ở đó. Cái bóng này là một cái bóng tinh nghịch. Fifty Shadow á, đến đâu là Fifty Shadow với 50 sắc thái. Tôi đã đánh mất cái khoảng cách này, anh ấy không còn để ý đến tôi một lần nữa. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy biển nhưng bức tranh của tôi có thể tưởng tượng cái điều đó. Màu xanh của đôi mắt tôi có nhìn thấy bằng cách nhìn xuyên qua thiên đường. Ủa còn cái cụ đố cái chuông hồi nãy thì sao ta?
Có cần phải quay lại đó giải câu đố đó không? Đây là con rồng bằng mái nào. Con rồng mái nằm trong này nè. Có cái gì đó, những cái gương ở đó gì đó mà chúng ta chưa có tương tác được. Vậy là chúng ta chưa tương tác được với con rồng này rồi. Nhớ cái vị trí nó nằm ở bên cánh cổng này thôi. Đây có đường ẩn, thấy không? Đây vẫn là một cái gương à, nhưng mà chưa mở được. Hả? Bây giờ làm gì đây? Không lẽ quay lại cái chỗ hồi nãy để giải cái câu đố đó. Nếu vậy thì tại sao lại đưa chúng ta đi một quãng đường rất là dài xong rồi phải quay ngược lại như thế này? Lại là cái chuông. Đấy, sao lên? À, có những cái bậc thang trên tường rồi. Rồi. Sinh dương. Nếu như cái này thì nó nằm ngay đây nè. 1, 2, 3, 4, 5 nè. Có 5 cái như vậy. Cái đầu tiên là chúng ta có màu xanh dương này. Như vậy hai cái này nó bằng nhau hả? 2 3 4 5 6. Vậy cái số 1 đâu? Thiếu cái số 1. Cái 1 là cái màu cam này. Vậy là cam, xanh dương, đỏ. Màu này màu gì? Cam, xanh dương, đỏ. Cam, đỏ, tím. Phải 5 cái chuông á, 5 màu mới được. 6 màu mới được. Vậy là chúng ta phải cần tới 6 màu nữa. 1 2 1 2
này chưa hết. Tới cái này phải không ta? 2, 4, 5, 2, 4, 6. Không, 1, 2, 3, 4, 5. Cái này là cái gì? Có phát hiện ra cái chuông nhưng mà còn cái chín dấu chấm hỏi nữa. Là nói vậy nãy cái đường đi xuống là chúng ta đi đâu nữa ta? Nhảy gớt cái là đi lại từ đầu luôn nha, xa nha. Tôi cần nữa, cái này đâu có quan trọng. Lại một cái chuông, quá nhiều chuông rồi. Chỗ này như là chỗ mới nè. Tôi biết có một cái bí mật nào đó nó nằm ở quanh đây, nhưng tôi chưa bao giờ tìm thấy nó hả? Rồi. Còn bố thì đã từng nhìn thấy mà một cái manh mối gì đó rồi. Có cái bí mật gì đó nằm ở cây cầu. Game này đi tới đi lui nó qua nhiều lần quá, tôi biết đầu bị lạc rồi đó. Bên này hết đường rồi nào. Đúng không? Nên sẽ đã. Bố của tôi thì chưa từng mà đến đây giờ nữa, nên cái chuông nó còn rất mới luôn. 6 cái chuông. Bây giờ tất cả đều cùng hạ xuống hay là cùng lên? Một nào. Một là 1 2. 1 2 3. 2 3 4. 3 4 5. 4 5 6. À đây là cái đoạn nhạc phổ bị mất còn lại. Tím tím đỏ. Tím đỏ đỏ tím. Vậy là mình tìm cái góc bị mất nữa thì mới được.
đi tìm câu đố đi mà giải. Một cái chuông. Rồi bây giờ lên kiểu gì? Tôi muốn lên. Hao hao tôi lên. À, nó bắt mình đi qua luôn, không cho đi ngược lại lên ha. Nhớ đó. Ủa, hồi nãy làm gì có cái đường này? Hãy mình đi qua đây rồi làm gì có cái đường xuống ở đâu? Từ đã. Chỗ này là chỗ mới của ông ta. Họ quay lại cây cầu rồi nè. Nơi bí mật 44 này có rất là nhiều cái chuông liên quan đến nó luôn. Bên này giải gọi hết rồi. Vậy là mình có thể đặt cái lá thư thứ ba nó vào cái chỗ nào đó bị mất hồi nãy. Ủa, bên này phải không? Ấy. Đó, giấu tôi cần với tôi hả? Chơi hiểm nha. Chị dép này thiết kế rất là hiểm hóc luôn. Con game này nãy giờ nhảy nhiều chóng mặt quá. Vẫn chưa được. Một hai ba bốn năm sáu nè. Chúng ta đâu có màu trắng với mà màu tím đâu. Anh em đợi tí, tôi ra giải quyết công chuyện đấy. Đây, tiếp tục. Chúng ta hồi nãy là bây giờ còn hai cái manh mối nè. Thứ nhất là sáu cái màu này thì tôi nghĩ là chưa có mở được đâu, hiện tại chúng ta mới chỉ có bốn màu thôi. Ngoài ra thì còn là sáu cái nốt nhạc ở chỗ mà sáu cái chuông nãy á, với mà trong cái chỗ con rồng thì chúng ta chưa có đi được. Chỗ này nó cũng có sáu cái nữa nè, anh em nhìn cái phần này nó có sáu cái nè, nên đúng là thứ tự là sáu cái nốt nhạc đó, nhưng mà bây giờ chúng ta chưa có bấm được đâu. Bây giờ chắc đi qua cái chỗ mà vẽ tranh hồi nãy coi thử ra được không? Cây cầu đây. Nãy là đi về bên trái vậy ta? Thì lên được nè. À, có cái token nữa nè. Mấy cái bông này tương tác được hả? Tới đây là hết đi được rồi.
Khoan khoan khoan, mấy cái bông tương tác được. À, lên được mấy cái bông nè. Ủa? À, những cây nào có treo đèn mình mới nhảy lên được thôi nha. Ồ, lên tới đỉnh rồi. Chờ bấm hình. Nhận được một cái con chim bằng mái. Có khi nào đem cho con rồng không ta? Hay là cho cái con quạ vậy á? Cái này tính đâu cái cửa mà không phải à? Bên này có một con chim cũng đang vẽ tranh nè. À, chỗ này nãy xuống rồi. À, đây một con chim đang thổi cái hạt. Đây là một cái bức tranh nó đang vẽ đây. Còn gì nữa không? Bạn biết đấy, tôi có thể chọn một trong những cái màu mà thép lạnh cho Coban. Rồi, nói chung nói về nghệ thuật thì con mắt của tôi thì... Bây giờ mình còn đi đâu được nữa không ta? Chỗ này thì nãy đi qua rồi nè. Cái đường đi đó bắt buộc mình phải đi xuống, tại vì không đi qua đây được. Có cái tiếng gì ta? Vậy là bên này là hết đường rồi. Phía trước rất là nguy hiểm. Chào anh Long, anh Long. Anh liệm luôn rồi hả? À đây. Một cái chuông. Chỗ này không lên được. Phía dưới này thì còn cái gì nữa không? Game này thiết kế chỗ nào nhảy được, chỗ nào không nhảy được cũng hơi khó phân biệt nha. À, như chỗ này thì lại nhảy được nè. Game này nhảy nãy giờ tôi nhức đầu hết á. Dành dễ cái bình đó nè, cái bình ngay đây nè. Dễ được cái gì nó không? Hết rồi, đây chỉ là nói về thằng Han này thôi. Thêm một cái chuông nữa hả? Đây là cái chuông duy nhất thiếu còn sót lại nha. Đi xuống chỗ 6 cái chuông. Tôi nhìn tính đâu là tờ giấy này nó bị thiếu không à nè. Tính đâu tờ giấy này nó thiếu góc nè. Thì đúng là thiếu được. Vậy đi xuống chỗ 6 cái chuông đó rồi. Quay về cái cổng thôi. Cái cầu. Sao không dùng nút F vô mấy cái chỗ này mà lại dùng nút W ta? Bên này phải không? Tím tím đỏ tím đỏ đỏ tím 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 đỏ tím tím đỏ tím đỏ đỏ tím. Rồi hóa ra là hồi nãy lấy cái manh mối đó ở đây phải mở ở đây luôn.
Ủa? Này nữa hả? Làm sao? Cái chuông này nó rất khác biệt so với những con ấy còn lại, thì mình có thể làm được cái gì nữa không? Cái này vẫn là chuông bamboo này thôi. Cái này là nốt trầm nè, nốt trầm luôn. Như thế này đúng rồi chứ. Con này dễ làm sao? Chỉ mở ra 7 cái chuông như thế này là hết hả? Mấy cái chuông này nó cũng không có khác biệt gì cả. Chỉ là 7 cái chuông thôi. Bên này cũng hết đường luôn rồi. Vô lý, nó cho mình mở cả 7 cái chuông xong thì không làm được gì được hết à. Tiếng chuông bây giờ nghe rất là khác, chỉ là có cái điều gì đó đã thay đổi. Kéo này xuống đi. Nhảy cái là rớt thẳng xuống dưới này luôn, mình không có đi được đường nào nữa. Nó giống như 7 cái nốt đồ game mi fa sol chứ. Ủa? Bằng đi mà. Hồi nãy hình như là mở cái này tới cái này.
Rồi tới cái này, tới cái này. Nhưng mà tại sao? Cây đèn lật đổ ở phía dưới nó có chữ X, ở trên là màu xanh với màu vàng. Manh mối về một cái bản đồ kho báu. Mình đoán là có điều gì đó đó. Tôi vẫn chưa giải được cái câu đó nữa nha. Vẫn chưa giải được cái câu này nữa nè. Hồi nãy là mở cái thứ năm nè, thứ sáu nè, lại tới thứ tư nè, thứ ba nè, nhưng mà tại sao thì tôi cũng méo biết luôn. Đi một vòng quay lại bấm mở cái không để nó mới quay ra, hay là kéo đại bốn cái nó quay ra, đâu có gợi ý gì về cái đó đâu. Tỷ lệ nó cực kỳ thấp luôn đó nha. Trời, cái nhân phẩm đó để dành mua vé số chứ đi chơi game làm gì. Ủa, cái chỗ này nó dơm ra để làm cái gì vậy ta? À, nó là mấy cái bậc thang này. Cái này là nó gồm 7 cái chuông nè, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cái chuông nè. Cái chuông này là cái chuông thứ tư chúng ta nãy ra, nên sẽ mở là 4 cái chuông này, phải không? Tôi đoán cái gì thôi chứ hình như là sai đó. Bây giờ đi tìm kho báu ở chỗ cái lồng đèn, nó cái cây đèn nó bị vỡ, bị lật. Đây nè, cái đèn nó bị lật nè. Ngay cái bậc thang thứ hai thì ở phía dưới. Đây hả? Đây này à. Đỏ đỏ xanh, đây là bức thư thứ năm. Khi mà tôi ghé thăm cái nơi bí mật của ông bố thì tôi muốn dài dòng quá, biến động á. Cái hang này có bé nhỏ khó tưởng tượng mà Gaget hồi nhỏ đã chơi trốn tìm ở đây. Mình mối ở đây những cái hang này trống rỗng. Nhìn mới nè, nhìn mới là cái gì? Cái này với cái bị gách này nãy nó giống nhau không? Đỏ đỏ xanh dương. Đây. 6 tấm ảnh. 6 tấm ảnh về 6 cái địa điểm khác nhau. Tôi cần phải là nhìn nó rất là trông quen thuộc luôn. Đi tìm 6 cái mảnh thủy tinh. Cây cầu thì biết rồi nào. Cái chỗ để giấy, cái bậc nhảy. Bậc nhảy là nó nằm ở dưới cái chỗ mà mình hồi nãy đi qua mình lấy á. Trời ơi, chơi mà đố nhau như thế này đó hả? Từ đã.
Cái này là cái bậc nhảy hồi nãy là ba cái bậc bằng nhau phải đây, chỗ này chính xác là chỗ này luôn, thì chúng ta chơi lại cái đỏ đỏ với cái xanh. Một cái mảnh thủy tinh chỗ này rồi, cái rừng tre có một cây ngang. Rừng tre thì chắc trong cái khu bamboo rồi, xong rồi tìm mấy cái chỗ cái cửa nữa, chỗ này có cái cửa nè nhưng mà nó không có khung đỏ bên cạnh. Đây chỗ đó là cái chỗ thứ hai này, đây đây nào, là nó ngay chỗ này nè, đỏ đỏ xanh đúng không, 113 số điện thoại công an á, ngay đây luôn. Bây giờ xong hai cái rồi, cái này chắc nằm bên cái cổng lớn. Cái này chắc cái chỗ vẽ tranh gần gần khúc đầu. Chỗ này khó nè, có cái đường đi vô, đường hầm bên trái đi vô. Sau đó hai bậc thang có một thanh ngang, chỗ này cái cổng này dễ rồi. Có khi nào là cái chỗ hồi nãy ẩn nãy không ta? Không, không nằm trong đây đâu. Cái câu này vẫn chưa biết cách giải. Không, ở dưới này hết đó, chắc là giờ chúng ta quay lên trên thôi. Game này không có phone down nên nhảy thoải mái. Lên. Đây 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 phải không? Không không, có hai cái bậc thang nữa. Chơi chỗ này nãy xuống rồi à, chỗ đi xuống đường dưới á. Đây 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 113. Ngay cái cửa nãy mình lấy luôn, hàng gì cho nó quen quen. Chỗ này chỗ cái cổng và cái dốc, dốc của cái cây thì có khi là cái chỗ ban đầu luôn. Không lẽ quay ngược về ban đầu luôn ta? Tôi không nghĩ là nó nằm ở ngoài này đâu, nó chỉ quanh quanh trong mà cái cây thôi chứ. Không, trong bamboo là chỉ trong bamboo thôi, chứ tôi không nghĩ là cái chỗ này nó giống đâu.
Đây. Còn cái khúc con dốc này với mà một cái chỗ để lộ mật. Có cái cột màu đỏ. À đây 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 đây. Hóa ra nó là cái gốc cây chứ không phải là cái cổng. Dư lâu. Vậy cái kia thì chắc chắn nằm bên phải này rồi. Vậy nó mới phân bố đều được cái map này. Đây nè, nó giống như cái chỗ mình đang nhảy lên như nè. Là cái chỗ bên con bé mà con chim vẽ tranh nãy. Đó 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 đây cuối cùng tôi đã nhìn thấy tất cả các mảnh pha lê này, nhưng tiếp theo sẽ phải làm gì? Bức thư thì không nói gì về điều đó, tôi không thể tìm kiếm được cái mới. Đơn giản thôi, nó là cái cửa hồi nãy đó nè, 6 cái mảnh thi tinh nè, là 6 cái này nè, để lắp vô dưới cây đàn nó bị thiếu đó. Đó mình giải cái câu đó từ trước nữa. Hoặc là nó ngay thứ tự ở 6 cái cửa về cây đàn thôi. Hồi nãy nó cây đàn nó báo lên là something missing đó, có cái gì đó thiếu thiếu ở đây, thì thiếu 6 cái viên ngọc này. Game này tìm đường là lú lẫn luôn nha. Rồi. Màu vàng đầu tiên. Không phải. Chọn chữ F. Màu vàng rồi tới màu xanh dương. Màu này cuối cùng. Màu đỏ gần cuối. Tới màu xanh dương đây, tới màu này đây, màu này đây. Một bức thư của chị gái. Bây giờ mình đã rung được cái chuông ở trong cái khu rừng trúc này. Bạn đã làm được nó, bạn đã rung được cái chuông của tôi. Rồi, đây là cái chìa khóa để mình mở cái cổng ở cuối đường đó. Nó không đơn giản tí nào nhưng mà rất kỳ, rất là kích thích. Cái chuông trong rừng thì trông rất là thư giãn và thoải mái luôn. Gọi là chuông gió ở Việt Nam chúng ta. Anh em mà có sở thích treo mấy cái chuông gió, gió thổi qua cái len can á, ở trong mấy khu rừng trúc là đúng số dách luôn á. Không biết trúc ở cái khu vực nào mọc nhiều, với trong Nam tôi thì nó có mọc nhưng mà nó không đến mức là dày đặc như thế này. Nói về che chút thì Việt Nam chúng ta ăn khá nhiều á. Ủa sao không mở? Tôi không thể mà chờ đợi đi gặp Market. Đang rất là mong chờ đi gặp Market ở đây.
Bây giờ tìm kiếm một cái bức thư nhà manh mối mới. Game này luôn luôn đi về bên trái trước. Tôi có nghi ngờ. Chúng ta đã đến cái tòa tháp thời gian hả? Chào mừng đến khu vườn của là Quýt gì? Quýt Tegia. Rồi, dưới này có đường luôn. Hiểm. Nhưng mà có đi được đâu? Khả năng là lại giấu đồ gì đó. Tôi nghi lắm. Cây này bị gãy nè nha. Bên này có đường nữa nè. Cầu thang. Luôn luôn đi về bên trái trong cái game này. Đừng nói tao cầm gì nó nghe. Công sức tôi nhảy nãy giờ. Nãy rồi con chim mày. Hết tao cầm rồi. Mình lấy đủ cái số tôi cần đó thì có cái gì không? Thằng trên tên. Chưa mở được cánh cửa này. Một bức thư của chị gái đây. Tất cả cái thiết bị máy móc ở trên cái hòn đảo này giống như một cái thang máy được vận chuyển bởi cái mà tinh thể tôi đi chung màu xanh. Tất cả cái thiết bị máy móc đều được cái vận chuyển bằng cái đó đó. Đừng bằng cái tinh thể màu xanh đó, nên mình muốn mà vô cái thang máy này á, giống như cái lồng chim này vậy đó, thì mình phải có mà cái tinh thể màu xanh vô. À, anh em nhìn mấy cây cột nha. Cột này là số 1 nè, 2 nè, 3 nè, 3 nè, 2 nè, 1. Ủa gì kì vậy? Vô được trong này. Từ nhỏ đến lớn hả? Cái gì vậy? Cứ mỗi lần bấm cái là nó ra là sao? Mình đến cái tòa tháp thời gian rồi nè. Lại thiếu một cái gì đó nữa rồi. Ấy. Ô, chuông. Cái phòng nghiên cứu có hình con rồng ở trên kìa, tinh thể thì nó có rất nhiều cái đó luôn. Đây là cái đoạn có trong cái trailer của chúng ta hồi đầu game nè. Dưới này còn đường nữa hả? Tôi cần.
dấu đồ hiểm phết đó chứ. Coi coi, coi bên phải thì chúng ta đi được đâu nữa không? Anh em mà nhìn thấy mấy con game giải đố là anh em ngại liền chứ gì. Không được, bay từ đây xuống là chúng ta chuyển sinh luôn. Chỉ có thể đi lên cầu thang thôi. Chỉ phải tìm cái tinh thể ở đây hả? Nhưng mà tìm sao tôi chưa hình dung được. Cái đoạn này là làm sao? Mỗi lần mình chọn cái. Thì nó lại hiện ra cho mình chọn tiếp. What? Bự nhất nào. Cái này bự nhất thế nào. Tôi không hiểu cái câu đố này nữa là cái gì luôn. Game đau đầu quá. Quá lớn hả? Không vừa. Vậy là phải lấy như nãy qua bển là mình chọn cái mảnh thủy tinh đó hả? Cái nào nhét vừa vô cái đó. Vậy là mình nhấn nút F là mình đụng đúng cái đó hay gì? Thiết kế gì kỳ cục vậy? Có khả năng là hai mảnh ghép lại mới vừa được cái đó đó. Là mảnh này với mảnh này nè. Quá lớn. Thấy thử cái hộp 6 này thôi. Có khả năng mình lấy hai cái mảnh đó ra đây rồi mình lắp vô cái thang máy. Tôi đoán vậy đó, nhưng mà thiết kế câu đố mà như vậy thì hơi sai đó nha. Đó, để ra cho anh em coi luôn á. Có khả năng nhất là cái này.
cái đó với cái này nó ghép lại thì với thêm cái này nữa hả? Ba cái thì mới ghép lại vừa. Quá lớn thì bây giờ phải làm sao để cho nó nhỏ hơn. Tôi bó tay rồi, ơi ơi. Đem qua đây làm được cái gì không? Cái câu mà cái chuông đó thì chắc là giải quyết cuối cùng luôn á. Bên này cũng đâu còn đường rồi nữa đâu. Nó cho mình nhảy trên đây chắc ăn là có cái gì trên này rồi. Cho mình nhảy lên đây là để hết rồi, đi xuống nguyên cái khu này thì cũng chả làm được cái gì luôn ngoài lấy được cái token. Đường đi rồi. Hết đường rồi. Vậy là bắt buộc phải giải cái câu mà thủy tinh đó rồi. Nhưng mà tôi vẫn chưa hiểu cơ chế của nó cho lắm. Trên này có bốn cái hình đó nè nha. Cái bông tulip nè, mặt trăng bị mây che nè, trời mưa nè, ngôi sao nè. Bông tulip, mặt trăng, mây che, trời mưa, ngôi sao. Một nè, mặt trăng nè, 123321 không vừa, quá lớn, thấy cái nhỏ nhất đi thì nó cũng không được. Cái này là cái nhỏ nhất. Vừa nè. Rồi rồi. 4 với 5 nha. Cái này thì 5 với 6. Nhảy cái đây thì nhảy xuống thì mình có lên đợi được nữa không? À mình kéo được cái thang máy đến đâu nó không cho lên lại là báo luôn á. Nhìn thỏ nha.
nhiều chữ quá. Mình cần huy cái viên tinh thể mới vừa với cái này. Cái này là cái nào? Cái này là mình đi xuống tầng 2 nè. Một cái viên rất là lớn nha. Rồi ok. Cái viên này nó lớn cỡ nào đây? Chụp cái hình lại vô lấy viên y hệt đó là xong chứ gì. Rồi ok, đi lấy cái viên này nữa. Xong rồi đem lên cái tầng 2 này. Rồi nữa mình nhảy từ tầng 3 xuống tầng 2 thôi, không cần phải đi lại đâu. Nó nào. Nó gần như là giống hệt luôn á, nó chỉ là lật ngược lên thôi. Anh em để ý thấy là đây nè, là cái viên này nè, nó gần như đối xứng lại. Đó. Nhưng mà ra là lật ngược rồi nè, ra được cái cục này. Đó anh em nhìn thấy nó giống hệt luôn không? Chỉ là lật ngược thôi. Để ý tí là được. Tốn thời gian phết đó. Cái câu đố nó không có khó nhưng mà đi tới đi lui đau cái đầu. Rồi ở đây nhảy ra khỏi thang đi. Anh em coi tôi đi cái đường tà đạo nè. Đó thấy chưa. Khoan 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 khoan. Này lên sao? Mười với một, 11 với ba, 1 với 2, 3 với 4. Mười một với ba, ba với bốn, một với hai. Tôi nhớ không nhầm thì gì. Mười một nè, 11 3 nè, 1 2 nè, rồi tới 3 với 4.
Rồi còn 6 cái cánh bông đó là cái gì? À, mình bấm qua, bấm dây ép hả? Hay nè. Vậy là chơi cái phép thử sai thôi. Hai năm. Hai năm ba. Hai năm ba sáu. Nó là cái này đúng không? Thứ tự nhấn là một là hai là ba là bốn nè, tức là chữ X là hướng 10 giờ, đầu tiên là cái số 2 á, hướng 10 giờ là cái số 2 nè, nó là cái này nè. Hướng 10 giờ nó là số 2. Theo cái bảng này nè. 10 giờ là hướng này, là cái số 2 10 giờ. Ủa, dưới này có 4 cái múi giờ nữa là sao? Là cái này, 10 giờ cái này nắng đầu tiên là hướng 10 giờ là cái này. 10 giờ là cái này chứ, 11 giờ, 12 giờ, 10 giờ. Nó là vị trí thứ nhất, còn cái này vị trí thứ hai là số 1 là số này. Cái này nhấn thứ hai. Cái này nhấn thứ ba là hướng là 11 giờ. Là 2 5 3 nè. Rồi tới thứ sáu là hướng số 3 là hướng này, đó là 2 5 3 6. Không cần phải dùng cái phép thử nãy. Cái câu này trong mà trong con game gì của Việt Nam chúng ta đã từng có cái vụ này rồi, từng có cái đố nhưng mà nó chỉ có cái phần dưới này thôi. Con game gì đó, Cỏ Máu, Lút Phiêu cũng từng có một câu đố như thế này. Nhưng mà nó làm không có được như game này đâu. Nó chỉ là bao nhiêu đây thôi. Câu này khá là hay nha. Không cần xài cái phép thử. Mà tôi cũng muốn bấm bấm thử thôi á, chứ thực ra nó là 2536. Nhưng mà cái kim nó quay quay trên kia để làm cái gì? Ở đây trông rất là tối, mình cần phải bật đèn lên. Bật đèn ở đâu? Đừng nói thiết kế bóng đèn ở ngoài nha. Không, không có bóng đèn ở ngoài. Hay là bắt bằng cái bây giờ xuống dưới thử cái này. Cái này nó chạy chưa? Vẫn chưa. Dưới này mình có thay đổi cái gì không? Khoan. Đây nè, có bốn cái đồng hồ nè. À, được cái này nó là 50 là ngay cái chỗ hướng 10 nè. Cái 2 là 05 là ngay cái hộp nè, 2 5 là 3 nè, 6 nè, dựa theo cái này cũng giải được. Không cần phải dễ dễ như tôi nữa.
Nhưng làm sao để cho nó sáng lên trong cái căn phòng? Dưới này nó cũng không có hướng dẫn gì để làm tạo ánh sáng cả. Có cái bóng đèn đây nè. Cái đồng hồ thì chỉ là 10 giờ rưỡi. Bây giờ sao bật đèn? Một một ba hả? Còn rất là nhiều cái nữa, mình mới đi được hai cái này với mà một cái này thôi. Tôi nghĩ là bên đây chúng ta phải có 4 5 màn, 6 7 màn gì luôn á. Đến đây thì tôi không biết bật đèn sao nữa. Tới cái đơn giản như vậy là lại không biết là sao. Vô được nè. Cái gì đọc không hiểu gì cả. Đồng hồ nè, cái con dốc nè, gazebo nè, cái kho nè. Gazebo đó là cái quéo gì?
Bố tài. Tôi tra mấy cái Google mà cái từ này nó không có ra nghĩa gì luôn. Đồng hồ nè, vách đá nè, tiểu đình nè, kho nè, dấu hiệu nè. Trời ơi. Trên này nữa chứ đâu. Chúng ta mới tìm được cái gì đó. À, cái con dốc, cái đồng hồ, gazebo là cái gì đâu không biết nữa. Chữ đó chữ C, chữ G. Nó phải nằm ở đâu trong đây thôi. Đồng hồ nè, một đống đồng hồ trong này luôn. Game hồi nãy thì đi theo tấm hình, còn bây giờ mình phải đi tìm đồ. Rất là nhiều đồng hồ trong này nhưng mà không cái nào được cả. Đây cũng không được luôn. Đây là cái đồng hồ. Cái này là cái gì tôi không biết. Cái con gơ này chắc là cái đầu tiên á. Cái đầu tiên chỗ mà đi xuống không có gì để nhặt hết cho nó. À, cái gốc cây. Cái adibo có khả năng là cái dốc gốc cây nãy. Gốc cây mà bị mục. Kho lưu trữ thì nó nằm ở đầu luôn. Dấu hiệu. Đây. Thiếu một cái bậc thang nữa, cái kho lưu trữ và cái galeo gì đó. Gốc cây. Cái bông rủ xuống mà trời nắng mưa sao và theo nắng mưa sao. Ủa trong gốc cây không có hả ta?
Thôi chết rồi, thiếu rồi. Mình phải có cái bậc thang lên đó để mở được cái bóng đèn ở trên đó. Game này fail phết. Khó là cái phần đi tìm đường, tìm đồ này. Đây phải không? Không. Đây cũng không có miếng nào nữa. Đây nè, nó giấu ở trên nè. Nhà kho lưu trữ nè. Còn cái này là cái ga Zalo này là cái gì tôi không biết luôn. Ga Zalo là cái gì? Để tôi Google thử coi. Game có 8 người đang chơi, trong đó tôi là một người nè. Tiểu Đình. À, dạng như cái chòi viện vậy đó. Cái từ này mới biết luôn á. Thậm chí dịch ra tiếng Việt rồi tôi còn không biết cái nó là cái gì nữa. Đây nào phải không? Cái tiểu đình có khi nào ở đầu game không? Nó là cái chỗ mà có bốn cái ký hiệu á. Đây nè, nó chỗ này nè. À đây nè, trời ơi. Ôi trời ơi. Dùng cái từ mà tiểu đình. Mù tiếng Anh như tôi chơi mấy con game này à, đúng khổ ải luôn. Lên, lên là lên. Con thỏ đội cái nón chạy nhong nhong mấy tiếng đồng hồ đi khắp xóm làng ở trên, chủ yếu là để tìm đồ. Anh em thấy có điện thoại di động là bật đèn rồi được rồi. Tốt hơn rồi đó, giờ tôi có thể mà tìm kiếm trong cái workshop này rồi. Làm gì hôm nay? Trời ơi, 113. Những con số này có ý nghĩa gì? Nó có phải là mật khẩu hay không? Tôi đã nhìn thấy những ký hiệu này trước đó. Nó là mấy cái cột ở dưới đó.
7249. Nó là cái cột này nè. Chính này à. Bảy nè. Bảy mặt trăng. Này nó mất số rồi. 3 4 5 6. Ủa sao hai cái này đều là 6 vậy? Thử cái này trước đây. Chữ Q. Này. Rồi, tiếp theo chúng ta cứ làm hết cái đó. Cái này phải bốn không, tôi không biết nữa nào. Qua thử đây nhấn thôi. Chết rồi, cái nào cũng có vậy đó, chứ không phải là cái này không có mặt trăng cũng không có mặt trời luôn, cái này mặt trăng không nè, cái này hai mặt trời nè. Hai cái này nó đối xứng với nhau nha. 8 9 9 8. Tính được cái cửa ra thì hai bên nó sẽ đối xứng. Nên cái này là 4 nè, cái này là 5. Cái này là 6 thì cái này là 6 5 4. Nên cái này là 4 mặt trăng là đúng nè, mặc dù nó bị khuất nè. Nên nó 4 mặt trăng là đúng nè. 4 mặt trăng thì đúng là cái này đúng đầu tiên nè. Rồi tới cái này và cái hình dưới. Bên trái là trăng, bên phải là trời. Chúng ta đủ 6 cái rồi, bây giờ phải làm cái gì nữa đây? Cái này không tính. Ủa không tính thì tắt nó làm sao? Không tắt nó được.
Có cái này là sai nè, đó cái bên phải đó là chính mặt trăng nãy là sai đó. Đó, dễ rồi, rồi sao nữa? Bên đây giống như có cái cầu thang vậy. Trời ơi. Ký gốc cây thì mình đánh cái là đỏ tím vàng tím. Rồi ok. Bây giờ giải cái này gã. Đỏ tím vàng tím. Nhưng mà sắp xếp như thứ tự như thế nào mới được? Chắc là đi ra gốc cây cái nữa. Đi ra gốc cây cái nữa đó. Có cái cầu thang đó mà không để ý. Đỏ tím, nhầm mày, đỏ tím vàng tím. Ô được cái tay quay, quay tay đó trông giống như một cái tay cầm, còn phải giải thích lại lần nữa. 113 không có gì cả. Sao chỗ này thiết kế đầy lõm vô ta? Không có gì. Ủa gì cho mình đi xuống cái đường dưới đó ra làm cái gì? Lắp cái tay quay vô thì tôi nghĩ nó sẽ cho mình cái thứ tự á. Có cái thứ tự đó thì mình mới điền những cái ký hiệu symbol đó vô được. Cái thang máy này nó tự động xuống ngoài đây. Rồi. Cái đầu tiên là hai cái hình thôi nó lồng như nhau. Đây. Cái thứ hai là cái chỗ mắt xích. Cái thứ ba là chữ C giống con Batman. Cái thứ tư là hai cái hình chồng lên nhau. Mở được cái két sắt ra, mình lấy được cái bánh răng của cái đồng hồ. Một cái thiết bị rất lớn. Nó một phần của một cái thiết bị rất lớn là cái trong gừng mít-xin nãy đó. Bye nào, cùng bye nào. Ủa, không có giải con này hả? Vậy là xong luôn cái chương của phần chuông này hả? Cái thiết bị nằm ở ẩn sâu cái thư viện này rất nhiều năm mà kể từ khi bố của tôi ra đời. Rồi được cái chìa khóa thư viện. Bắt đầu đi tìm cái quyển sách đó thôi, thư viện ngầm. Hôm nay chắc chơi đến đây thôi nha. Tôi đau đầu rồi. Mặc dù con game 2D nhưng mà khi anh em nhảy á, cái camera nó sẽ liêu hiêu nhân vật, khiến mà tôi rất là đau đầu luôn. Rất là chóng mặt luôn. Nói chung là game này rất là thú vị. Lấy cái toa cầm vậy đã. Rồi cái thang máy đưa mình lên. Ủa đưa xuống hả? À thư viện ngầm mà quên á. Thư viện dưới lòng đất. Thôi đây là thư viện. Nó rất là yên tĩnh và thư giãn. Là nơi rất tuyệt vời để ngủ một giấc. Nhưng mà bây giờ thì chưa rảnh đi tìm những bức thư của Clef cái đã. Chơi bài hát này ở tại điểm 9 1/2. Thôi hôm nay chơi đến đây thôi nha.
Rồi, sếp mình sẽ tin. Có thời gian rảnh tôi phá đảo này luôn. Ok, bye bye anh em. Game rất là thú vị. Quên nữa giveaway anh em nữa chứ. Giveaway đây là cái đợt này tôi không có xe lin đi đâu tôi cả nên có rất ít anh em tham gia nha, nên tỷ lệ trúng của anh em rất là cao luôn. Chỉ có là 8 người tham gia thôi, trong đó có tôi rồi, nên đợt này anh em là tham gia rất là ngon nghẻ, tham gia rất ngon nghẻ, nên lần quay thứ năm thì chúng ta ăn luôn cái giải thưởng game nho nhỏ nha. Tôi vẫn chưa biết game gì nhưng mà có một số key từ cái nhà tài trợ á, nên chúng ta tới đó luôn. Đây đấy, hai lần chơi hai lần đây cho nó nhiều lên cho cảm giác như là được mười mấy người. Thì bây giờ lần thứ năm ăn luôn, lần thứ năm ăn luôn nha, nên quay là 4 lần. Lần thứ năm chúng ta sẽ ăn luôn mấy cái này thừa đãi rồi. Chơi luôn lần thứ năm một phát ăn luôn. Rồi, ok chưa? Setting cái tầm size 10 giây ở những cái lần đề ba đầu tiên, đổi luôn cái hình nền đi cho nó lên phong thủy một tí. Đó, nghe phê chưa? Dotty hay là Minh Chiến đây, chó rồi. Dotty 94 rồi. Ông ngay đây nữa nè, một nhạc gì nghe chiến cái gì đó đây, nhân vật chính của chúng ta đây. Hai sao bài đó anh, nhạc này nghe đúng phim luôn. Đây nè đây nè đây nè đây nè, ê đứng quá. Ông Minh Chiến này trúng nhiều rồi, tôi còn nhớ mặt ổng nữa. Ba lần thứ tư nữa hả, ông này cũng mới trúng giải luôn mà. Rồi lần thứ tư, lần thứ năm này ăn luôn nha. Đó lần thứ năm này có 20, coi như là có 20 người, như ông Dotgy này có 3 phát nè, là tỷ lệ của ổng là 15% đó, thì 20 người mỗi người 5%, mỗi cái lót này là 5%, ông này có 3 lần thì 15%, rất là cao luôn. Thằng này thì có 10%. Rồi, ok, quất. Ê, khoan 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 khoan. Lần này không tính nha. Năm lại cái. Quên. Lần này để 60 giây. Xong rồi đổi tấm hình nền cho nó phong thủy một phát nữa. Rồi. Vẫn như cũ 5%. Bây giờ 3 2 1 quay. Trúng thưởng thì mai chủ nhật hay là mốt thứ hai vậy đó, tôi lục lại cái mớ kia rồi gửi anh em. Nhạc nghe đã không? 22 giờ 22 phút 22 giây. Để nè, thằng này nè. Rồi nó quay nhanh quá rồi, hút rồi. Thằng này cũng được, hẳn có số 2 nè. Đó đó, gán lên số 2 luôn. Đừng có qua anh em Minh Chiến là được, đừng có tới anh em Minh Chiến. Dừng dừng dừng. Dừng đi, đừng có nết nữa. Vãi. Giữa hai cái thằng ngu còn nghèo này, anh em Minh Chiến chính giữa mà lại ăn giải. Vô lý, hư cấu. Rồi ơi. Rồi, chúc mừng anh em. Rồi tôi soạn cái key ra tôi gửi thôi, vẫn chưa biết game đó game gì đâu. Đợt này thì ngay cái đợt mà sale của Steam á, ngay cái đợt mà sale mùa xuân nó kéo dài 7 ngày hay 14 ngày vậy đó, nên thành ra là nó kéo dài 14 ngày đó. Không muốn tiêu rồi mày, nó trôi qua luôn cái gì rồi. Đây nè,
Nó kéo dài ngày 21 đến ngày 28. Không phải cái này. Update gì đây nè. Winsale là 14 đến ngày 21 nè. Nên trong hai cái tuần đó là không có nhà tài trợ nào tài trợ game luôn. Tại vì cái khoảng thời gian đó là cạnh tranh nhiều lắm nên họ không có đề cử vô cái chiến dịch marketing. Tại vì có lên thì cũng không có ngóc lên nổi. Nên trong cái khoảng thời gian 10 ngày này á, là không có game nào mới để mà giveaway cho anh em á. Nên tôi phải lục lại mấy cái key cũ thôi. Rồi. Ok bye bye anh em. Tôi sẽ trao quà cho anh em Minh Chiến này. Một con game mà tôi mới đổi trên kia luôn. Rồi bye bye anh em. Hẹn ngày mai, ngày mốt gì, ngày kia gì gặp lại.